Anh em Nguyễn cháo Minh, lòng rồi. MUC. Không qua được luôn. Đánh thì không lỡ, mà không đánh thì không qua được anh em ạ. Con Toto nó vào đây mất rồi. Ngọc Linh top 4 ghê thiệt à. Ngọc Linh thì khét rồi anh em. Thêm con Toto luôn. Hay là chạy ra biển rồi anh God à. Toàn phát là chạy ra biển luôn. Em nghĩ anh God bị con Toto đơn chết quá. Bực nhờ. Nguyễn Hoàng Thành, hé sở sở Lily anh. Hello Hoàng Thành, em mình chào bạn nhé. Xin chào. Người dại bẫy chạy. Khó phết anh không? Phải chạy lên tít trên đây này. Quan trọng con kia nó chạy ra biên nó cũng hơi căng đấy. Hết slow, hết lily à. Phải bình tĩnh thôi, vội là chết luôn này. Ngọc Linh vẫn khét từ trước đến nay rồi. Khét lẹt luôn. Đấy, khét lẹt luôn. Phạm Hiền, 22 chào cọt. Em chạy cho Phạm Hiền nha. Ôi. Anh ấy đâu rồi? Tôi cực tịch rồi. Có ăn nó phết anh ạ. Bây giờ con Toto với con kia nó đến nó kè nó nguy hiểm phết. Đó nó kè này. Rồi nó chạy rồi, nó chạy. Trần Vũ Hoài Giang, hê sờ lô cọt. Hello anh Hoài Giang nha, nó chạy rồi này. Wow nó chạy rồi. Ui ui ui. Ui kìa. Sao cái đầu cao hơn mà cùng tốc chạy mà mình vẫn thua nhỉ? Vãi, nó đâm ngược từ dưới lên xong mình vẫn chết. Cày thế. Thua rồi anh em à. Bùi Hiếu, hello cọp nha. Hello anh em Bùi Hiếu nhá. Không được rồi anh em ạ. À. Thật không được rồi. Cày hoang được rồi. Trần Ngọc Sĩ, cẩn thận Toto nó đơm từ dưới lên. Nó đơm từ dưới lên anh.